Trước diễn biến phức tạp của dịch, từ 0 giờ ngày 2 tháng 9, thành phố Vinh tiếp tục nâng biện pháp cách ly xã hội lên một mức so với chỉ thị 16 đến 0 giờ ngày 6 tháng 9. Theo đó, thì trong thời gian này sẽ giám sát siết chặt hơn các trường hợp không được phép ra đường, trường hợp có giấy đi đường nhưng không tuân thủ đúng lộ trình cho phép. Qua đó, hỗ trợ việc khoanh vùng dập dịch một cách triệt để hơn. Ghi nhận nhanh của phóng viên thời sự trong sáng nay. Với quyết tâm bảo vệ bằng được vùng xanh, hạn chế tối đa việc người dân ra khỏi địa bàn hoặc người từ nơi khác đến. Từ 0 giờ sáng nay, lực lượng tổ dân phố khối 7 phường Trung Đô đã tăng cường phối hợp với các lực lượng khác tuần tra lưu động tại các tuyến đường khối xóm. Trường hợp không thuộc diện được phép đi lại sẽ kiên quyết không cho qua chốt. Đối với những trường hợp đặc biệt sẽ thẩm định chính xác lý do để đề xuất với lực lượng công an quân sự tại chốt giải quyết tình huống đột xuất. Sẽ có các cái chốt cơ động, có cái chốt lưu động ở trên cái địa bàn của phường lưu chuyển để kiểm soát toàn bộ nhân dân thực hiện để ra nghiêm túc thực hiện không ra khỏi nhà. Với trừ trường hợp những đặc biệt, ví dụ như là chở người đi viện, những đi mua thuốc thì chúng tôi đến đây thì chúng tôi nắm bắt được là những người này là có chính thức như thế, cho nên chúng tôi bàn nhau thì chúng tôi lại cử một người ở đây để chở người đến đó để mua thuốc và quay về. Đấy. Chúng tôi làm như thế để khỏi ảnh hưởng đến cộng đồng. Phường Trung Đô thì có là 12 khu dân cư, cho nên là khi các bác ở tổ dân phố ra cùng làm với chúng tôi, tổ liên ngành thì các bác là những người phát hiện ra những người mà đi ra đi lại trong cái tổ dân cư mình quản lý, những người nào mà ra mà không hợp lý thì các bác phát hiện kịp thời, cho nên báo cáo cho chúng tôi. Cho nên những cái trường hợp mà ra đường không rõ lý do chính đáng thì chúng tôi đã cương quyết xử lý. Cho nên là cái này cũng rất là hiệu quả trong công tác là hạn chế những người dân ra đường không rõ lý do chính đáng. Không chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp, mà hiện tại thành phố Vinh cũng đã khai thác hạ tầng sẵn có phục vụ công tác giám sát. Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thông qua hệ thống camera giao thông, camera công cộng cũng đã được khai thác nhằm phát hiện thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng những điểm người dân chưa tuân thủ việc cách ly xã hội để có biện pháp xử lý. Qua cái công tác giám sát bằng hình ảnh, qua cái hệ thống camera, đặc biệt là camera cộng đồng ở các khối phố, thì trung tâm IOC cũng đã có những cái dữ liệu về việc mà kiểm soát và quản lý theo dõi người dân ra đường, đánh giá được cái ý thức của người dân về tham gia công tác phòng chống dịch. Hệ thống theo dõi giám sát này thì có thể lưu giữ được cái hình ảnh khá là lâu, trong vòng khoảng 2 tuần, cho nên là ở những cái điểm nóng thì chúng tôi cũng đều có truy cập trong cái hệ thống để lấy lại các cái hình ảnh tư liệu để căn cứ và gửi cho lực lượng chức năng xử lý. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, cũng là ngày thành phố Vinh tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp cao hơn một mức chỉ thị 16. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại tất cả các chốt kiểm dịch sẽ thực hiện việc kiểm tra người và phương tiện đi lại một cách nghiêm túc, chặt chẽ hơn, kiên quyết xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định.